Hồi trước mình không biết là làm sốt cà chua để ăn với nui hoặc các loại mì sợi nó lại dễ như thế này. Mình thì thích làm tới đâu ăn tới đấy, nhưng mà nếu bạn nào muốn thì có thể làm nhiều để trữ đông. Hôm nay mình làm vừa đủ cho hai khẩu phần, có khoảng 6 quả cà chua to nhỏ khác nhau như này này. Mình khía hình chữ thập ở đầu quả cà chua như vậy nha. Còn hành tây thì mình sẽ dùng khoảng 1 phần tư củ thôi. Mọi người nấu nước sôi sau để cho cà chua vào nấu thêm 1-2 phút, hoặc là tắt bếp đi xong rồi ủ cà chua 5 phút. Mục đích là để mình lột vỏ cà chua dễ dàng hơn. Xong xuôi thì cứ thái nhỏ ra nha, không cần phải thái đẹp đẽ gì lắm đâu. Cho một xíu dầu ăn vào rồi phi thơm hành tây này. Tiếp đến thì mình chút cà chua vào, đảo nhẹ, sau đấy thì đậy nắp lại. Nấu vài phút đến khi cà chua mềm thì mình sẽ cho gia vị nha. Mình có đường, muối, giấm và một chút thảo mộc khô nữa. Mình có hương thảo nên là mình dùng luôn, còn nhiều người có thể dùng oregano hay là hùng tây. Mọi người cứ nêm nếm sao cho vừa miệng là được nhé, bởi vì mỗi lần nấu thì mình lại dùng một lượng cà chua khác nhau mà. Phần nào chưa ăn đến thì có thể cất vào hộp, còn phần dùng để ăn luôn thì mình sẽ cho thịt băm vào, thêm một xíu tương cà vào cũng được để cho màu nó đậm hơn ý. Hôm nay mình dùng nui xoắn ba màu của Annecy, mọi người có thể tìm mua ở Bách Hóa chính hãng Green Box. Đây là thương hiệu nổi tiếng của Ý, là hãng pasta lâu đời nhất tại Ý luôn đó mọi người. Màu nui gốc là màu vàng, còn màu đỏ từ cà chua và màu xanh từ rau cải bào xôi, không có phẩm màu gì hết luôn nha. Nước luộc khá là trong bởi vì là nui này không bị mất tinh bột trong khi luộc, nó cũng không hề bị bết dính vào nhau nữa. Hồi xưa mình tưởng thiết kế dạng xoắn chỉ là để cho đẹp, nhưng mà hóa ra nó còn giúp giữ được nhiều sốt hơn. Hy vọng đây sẽ là gợi ý về bữa ăn nhanh gọn cho mọi người. Mình là Linh và mình không tính calo. Cảm ơn bạn đã xem video.